hai cầu thủ trẻ xuất sắc của U23 Việt Nam không được dự ASEAN 2023 Trung Quốc. Thưa quý vị, theo quy định từ ban tổ chức ASEAN 19, các đội tuyển bóng đá nam và nữ tham dự đều phải gửi danh sách sơ bộ 30 cầu thủ từ cách đây hơn 4 tháng. Sau đó đến danh sách rút gọn 24 cầu thủ và cuối cùng là danh sách chính thức 22 cầu thủ. Tất cả đều trải qua nhiều khâu thủ tục giấy tờ và phải gửi sớm từ cách đây nhiều tuần. Điều này đã khiến đội tuyển Olympic Việt Nam bỏ lỡ nhiều tài năng trẻ đang đạt phong độ cao. Đáng tiếc nhất là trường hợp của hậu vệ Hồ Văn Cường, ở thời điểm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải rút gọn danh sách từ 30 xuống còn 24 cầu thủ, hậu vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An gặp chấn thương nên ban huấn luyện Olympic Việt Nam không thể mạo hiểm điền tên. Vì thế, Hồ Văn Cường không thể góp mặt ở ASEAN 2023 dù đã hồi phục tốt và thi đấu ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á 2024. Một trường hợp nữa là tiền vệ Văn Trường. Gạt bỏ các lùm xùm về thái độ tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua, ban huấn luyện Olympic Việt Nam vẫn muốn trao cơ hội cho cầu thủ này. Tuy nhiên, Văn Trường lại nằm trong kế hoạch sử dụng của câu lạc bộ Hà Nội thi đấu vòng bảng AFC Champions League vào cuối tháng 9. Do đó, Văn Trường không tập trung cùng Olympic Việt Nam. Trước khi lên đường sang Trung Quốc ngày 16 tháng 9, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục chốt danh sách chính thức 22 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam.